Vâng, đi đi. Đây là thôn Đồng Đồng Đễ, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình đúng không? Tôi đang đi tìm kiếm một anh rất là đam mê cây cảnh nghệ thuật. Đó là anh Nguyễn Cường. Hôm nay tôi sẽ tìm đến tận vườn của anh. Anh có một cái ngoài đam mê cây cảnh ra, anh còn làm được cả những cái chậu cảnh để phục vụ bà con trong khu vực gần xa. Đấy, rừng núi Lạc Thủy đây. Có tượng đài Bác Hồ à? Thôi. Vâng, và bây giờ chúng tôi đã đến vườn anh Nguyễn Cường để làm những cái chương trình chia sẻ giao lưu với anh em yêu cây trên cả nước. Vâng, xin chào anh Nguyễn Cường nhá. Dạ vâng, cháu xin chào chú Đỗ Sinh. Cháu xin chào tất cả mọi người yêu cây trên cả nước. Vâng. Chú về chơi với nhà cháu thì cháu có mấy tác phẩm giới thiệu đến chú và tất cả các bác. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, tôi sẽ đưa qua cái hình ảnh chung một cái không gian vườn nho nhỏ thôi, nhưng mà đối với người đam mê thì phải nói là làm suốt ngày không hết việc. Qua cái tâm sự, qua cái cú điện thoại anh Nguyễn Cường có điện cho Đỗ Sinh, thì tôi đã di chuyển từ Ba Vì lên đến Lạc Thủy, Hòa Bình. Đây là thôn Đồng Đễ, xã Đồng Tâm. Một người rất là đam mê, ngoài cây cảnh ra thì anh còn có những cái nghề gọi là nghề làm chậu cảnh để phục vụ bà con xa gần như tôi đã giới thiệu trên cái đường đi. Mục đích chuyến đi của tôi hôm nay là như vậy. Mà dòng cây ở đây không phải là xanh si đa đề, vì anh nói là cháu không dám khai thác và không dám làm nhiều về xanh si đa đề vì nó đắt quá. Đấy, mà dòng cây của cháu ở đây đó là dòng cây lạc dòng, tức là những cây ở trên núi khai thác và những cây chúng ta thấy là trên cái thị trường nó không sôi động lắm đâu, nhưng mà cũng rất nhiều người thích, bởi vì nó là những cây. Ví dụ trước cái ống kính chúng ta thấy cây chồi mòi này, cây sang này, cây hoa gạo này, hoa giấy này. Và đây là cái cây mà tôi rất ít gặp. Đây là cây như mình là gọi cây trầu. Vâng, mình gọi là cây trầu ạ. Thế còn ở bên kia là nó gọi là cây phong, phong đấy. Vâng, cây phong lá đỏ đấy à? Vâng. À, cây phong này là cây phong ba thùy đấy. Đấy, ba nhánh. Ba sẻ ba này gọi là ba thùy đây. Vâng, thế còn mình thì gọi là cây trầu. Ngoài ra anh còn có ngâu này. Đấy, rồi cây trà hoa vàng này. Cây xương cá này, mai chiếu thủy này. Cây lúc lắc này. Đấy, và đặc biệt những cái cây sang này tôi thấy anh có những cái cây tầm nhỏ một người bê được. Cũng rất là cái đường đi của thân rất quái dị luôn đấy. Phải dùng từ là những cây rất là nghệ thuật, mà nghệ thuật tự nhiên khai thác chứ không ai uốn lượn và tạo được như thế này cả. Có những cây này còn ngậm đá cả đây. Đây. Đấy. Đó là những cây sang. Đây. Những cây hoa gạo thì anh nói là dịp này chú lên thì nó rụng hết hoa rồi. Cái khi mà đang nhiều hoa, anh có chụp ảnh anh gửi cho tôi, có những cây to, gốc to có đến mấy chục bông, đẹp lắm. Bây giờ cho tôi đưa hình ảnh một cái tác phẩm độc đáo ngay từ cái thước phim đầu tiên, đó là cây chòi mỏi. Đấy, khi ngắm cái phần quả của cây chòi mỏi đấy, chúng ta thấy là nó dày đặc đến mức độ như này. Cứ cảm tưởng là sau này nó sẽ chín đỏ và sau đó tím đen như chùm tiêu, thì phải nói là rất khủng khiếp luôn. Đây đang chuẩn bị chín rồi anh ạ. Có quả nó phớt phớt hồng rồi đây này. Ăn ngọt lắm. Ăn ngọt lắm à? Vâng.
Đây. Để cho bớt cho chú mấy quả. Không không, bây giờ đang quay, từ từ đã. Bây giờ anh bớt tôi ăn đâu được. Đây này. Đấy, phân phớt đỏ ra đây này. Sau đó nó chuyển thành màu, đầu tiên là phớt hồng này, sau đó đỏ này, sau đó tím đen này. Mà bây giờ gần như là quả nhiều hơn cây rồi anh ạ. Kín luôn. Một ít nữa những cái lá vàng, lá già nó lại rơi xuống nữa, nó trơ chỉ có quả không rồi, đúng không anh? Bởi vì bây giờ quả nó còn chưa chín mà. Đến lúc nó chín đỏ đi thì hình như là hết lá luôn ấy. Cây này tốc độ phải nó rất là nhiều quả luôn. Nhiều quá nhỉ. Đang bắt đầu chín đấy. Ôi dồi ôi, này ngửa ống kính lên. Đấy, đang điểm có những chùm chín nhiều hơn rồi đấy. Thế khi nó chín thì nhiều, nó rụng lá đi, nó lại càng trơ quả ra. Cây này thì là cái bóng dáng của một cây tự nhiên. Đấy, cũng không có gò ép gì đâu, không uốn nắn gì đâu. Bệ của nó đây, anh có thể đo cái vanh này cho chú gái nhỉ? Ở vị trí sát gốc kìa. À, vị trí đấy là 74. Rồi, vanh 74. Thoát thân từ dưới này lên bao nhiêu? Từ cái tay nhánh. Đúng rồi, xuống mặt đất đi. Mét 3 thoát thân. Rồi, thế thôi. Và đây là cái lá chòi mỏi rất mềm. Cái chòi mỏi hay quá nhỉ. Nó sai mức độ như thế này khủng khiếp thật ý. Cây này anh đang trồng ở ngoài đất hay là dưới đáy bê tông rồi? À, thế là coi như trên chậu rồi đấy. Bởi vì dưới đáy bê tông mà anh xếp cái gạch không nung này xung quanh rồi thì là coi như là chậu rồi đấy. Ừ. Coi như là cái bầu luôn đấy. Bầu luôn rồi. Ồ. Vậy tôi đứng xa ra để anh em mình tổng bóng một lần đấy nhá. Chắc cao tầm khoảng 3 mét hơn gì đấy. Đấy, một cây chòi mòi đậm nét là tự nhiên luôn. Cây này mà giao lưu thì giá nào anh Cường ơi? Bao nhiêu? 9 triệu. À, 9 triệu. Vâng, hợp lý quá nhỉ. Cháu bán tại vườn. Bán tại đây, nhưng mà anh có trách nhiệm là nhấc lên xe cho người ta chứ? Dạ vâng. Ừ. Đúng không? Vì đây tôi thấy anh có xe nâng lên là ngon lành rồi. Xe về đứng ngoài đường lớn kia là cái xe nâng này anh nhấc anh đẩy ra được ấy, đúng không? Hoặc là người ta có xe sẵn xe cẩu thì người ta móc nước nhấc lên, không thì xe nâng này anh đẩy lên thì đẹp quá rồi. Giá 9 triệu rồi các bác ạ. Rất tuyệt vời đấy. Bởi vì tôi đã quay nhiều chòi mòi rồi, quay đến bán đến hàng vài trăm cây rồi thì những cái cây một người bê nhẹ nhẹ ở cái chậu rồi mà đã là chục triệu rồi. Đẹp quá nhờ. Ok rồi. Vâng, và chúng ta đến với vườn anh Nguyễn Cường này. À, địa chỉ thôn Đồng Đễ, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Qua số điện thoại 0965 768 377. Đây cũng chính là số Zalo luôn. Vâng, chia tay với cây chòi mòi mà rực rỡ quả như vậy, chúng ta ngay thấy ngay ở bên cạnh ấy. À, gốc chòi mòi tôi thấy anh có cây sang này. Đấy. Những cây sang này là có quả, có hoa chưa anh ơi? Cái này năm nay chưa có chú. Ừ. Cây sang này thì khoảng bao tiền? Cái này nó khoảng 2 triệu rưỡi thôi. 2 triệu rưỡi đó? Vâng. Ờ, hay đấy nhỉ. Rất quái đấy. Rất quái nghịch cây luôn. Bên này nó có cái khuỷu này. Để tôi luồn sang bên này cho anh em xem. Đấy. Đấy, cái vị trí này này. Không biết đâu là đầu, đâu là cuối ở cái nhánh này. Vanh thân của nó 40 chú. Ờ, vanh thân 40. Được rồi. Đấy, thế còn đây là tổng bóng. 2 triệu rưỡi nha. Tuyệt vời quá. Đúng là ngon bổ rẻ các bác ạ. Khi gọi điện cho tôi, anh có tâm sự là cháu thực sự là cháu muốn chú quay giúp một hai cuốn để cháu cũng giao lưu với anh em trong cộng đồng chơi. Thực ra là cây nhà lá vườn mà cháu lại có nghề làm chậu nữa. Kết hợp cháu khai thác thêm. Đưa về đây mà dâm ủ mà nó sống mà nó lên được như thế này thì cháu lấy một chút công thôi. Thế mà cứ nghĩ tầm cây khoảng 2-3 triệu như thế này tôi thấy là
quá là tuyệt vời luôn rồi đấy. Tiếp tục một cây sang này nữa này. Và đấy. Và đây là cây dâm bụt. Dâm bụt này là dâm bụt cổ, dâm bụt ta mọi ngày đấy. Gọi là dâm bụt đơn đây này. Nhìn đến bông hoa dâm bụt này là chúng ta đã gợi nhớ về tuổi thơ. Chứ mọi ngày mình làm sao có cái dâm bụt Thái, dâm bụt các kiểu màu sắc khác nhau đâu. Chỉ có thế này thôi. Đúng không anh? Lúc còn nhỏ đấy. Cây này cực già nha. Cái bệ gốc của hai nhánh này lúc chỗ mà nó chụm vào nhau kia được khoảng bao nhiêu? Anh chạy đến lấy thước đi. 80 rồi, ok. Đo thân to thôi. Mỗi vị trí đây là được, còn cái thân nhỏ kia là không cần. 35. Cây này bao tiền cháu? Cây này cháu giao lưu 6 triệu. 6 triệu. Đấy. Rất là hợp lý luôn nhá. Phía trong tôi thấy có cái cây sang nhưng mà gốc to ui nhá. Rồi, to kín cả miệng chậu. Và các bác nào thích cái hàng lớn thì đưa ra cái chậu to hơn chút để chơi thì cái bệ này bao tiền? Bệ này 3,5 triệu. 3,5 triệu. Rồi, ok. Cả chậu luôn. Cả chậu. Nào đi dọc theo này này. Đây có cái bệ gạo to thế, hai bệ liền, ba bệ liền này. Đây có nhiều cái gạo, cây nhìn trông như là cái con tàu ngầm ấy nhỉ. Vâng, cái bệ to lắm. Đây này. Cây này có hoa, có ấy rồi đấy chú. Có hoa rồi. Chắc là cái ảnh anh gửi cho tôi chính là cây này có mấy chục bông đấy à? Vâng. Rồi rồi, thế thì 30-40 bông. Đây này. Các cái vết cắt thân mà nó đầy hết rồi đây này. Gai góc này. Vành chắc gì anh ôm được hết. Anh luôn, anh bắt được thước sang bên này mà anh đo. Xong kéo xuống. Rồi, cho nó tụt xuống đây nè. Thôi, chỗ đấy trung bình thôi. Chỗ đo chỗ trung bình thôi. Được rồi, ngang lửng đấy. 2m1. Ở đây này nó lại thành vè mà cho nên là nó vè, nó như là vè cái vú sữa. Đấy. Công nhận cái gạo này nó lên nó vo sẹo nhanh mà nó sức sống nó khỏe thật đấy. Đấy, cứ đến mùa hoa gạo cho 50 bông là tuyệt vời rồi. Bệ gạo này bao tiền? Bệ này nó khoảng 14 triệu. Vâng, 14 triệu nhá các bác. Nếu lấy cả hai thì cháu giảm đi hết. Vâng, đây là cây nhội đúng không? Vâng, cây nhội đấy. Cây nhội ăn lá đấy chú. Vâng, tôi nhà tôi có một cây mà. Nó không đủ lá cho tôi ăn nhưng mà. Cây này ăn gỏi cứ thịt luộc ba chỉ gói vào thát mỏng xong là chấm tương gừng ăn ngon lắm. Đây. Mà cây nhội cũng là những cây trồng phong thủy đấy anh ạ. Rồi, ok rồi. Bệ to lắm rồi. Cho ăn bao nhiêu năm lá này? 1m3. Vâng, 1m3. Cây nhội này mà giao lưu thì bao tiền cháu? Cây này 5 triệu. 5 triệu á? Rẻ đấy các. Rất hay đấy nhá. Về sau này anh em mình yêu chậu đẹp thì mà thằng nhội này trồng dễ lắm. Tôi được gian tôi lấy xin trên Hòa Bình về mà rũ hết đất mà quăng quật mà cho túi ni lông đem về mà tôi phải ủ cát cái là nó lên như ngổ luôn đấy. Rất khỏe, nhội sống rất khỏe mà ưa nước. Được. Thế là mấy? 5 triệu á? Tốt nhờ. Rồi, sang cây này là cây gì đấy? Cây này cây sung mật. Sung mật. Sung mật mà ở trong bửa ra nó có mật ở trong ấy. Đúng rồi, dòng này quả to mà. Quả to
cái này cháu cắt hết nó chả ra quả. Tới đây nó sẽ ra. Khi nó đủ già các cái lộc kia nó ra. Cây sung mật giá bao nhiêu? Cái này nó khoảng 2 triệu rưỡi. Vâng, 2 triệu rưỡi. Đấy, thế còn bên này là một cây gạo cũng to nữa. Cây này thì tất cả các vết cắt là lì tăng tít hết rồi. Đây này các bác này. Còn cái chỗ sẹo nào nữa đâu. Nó thành lu tất cả rồi. U cục ra đây này. Mà hai nhánh thân một chỗ này rất dẻo chứ. Cây này thì bao tiền cháu? Cây này nó cũng vào 14 triệu nữa cây. Còn vâng. Cả cạp thì nó khoảng 27-26 triệu. 27-26 triệu một đôi. Vâng, một đôi. À, tức là 13 triệu một cây. Rồi. Thế còn cái cây trên chậu này rồi. Vâng. Cây này thì bao nhiêu? Cây này 6 triệu. 6 triệu. Vâng, tôi quay xong cây hoa gạo này để tôi dừng hình để chúng ta chuyển sang cuốn video tiếp theo. 6 triệu cây hoa gạo này. Mét 3. Vâng. Cao thì chắc khoảng 80 mét. Cao vẫn chỉ cân mốt thôi. Rồi. Cây này hay đấy. Ồ, được quá nhỉ. Cây này về nhà đại gia cho cái chậu đẹp đẹp vào nữa là... Vì cây này nó rất lùn cơ. Anh ấy bẻ các cái tay chi là nó cũng nằm ngang rồi. Nó không thể cao được nữa rồi. Tuyệt vời rồi. Rồi. Và Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây nhé. Chúng ta di chuyển sang cuốn tiếp theo. Anh vừa báo cây này là 6 triệu. Quá hợp lý. Mời các bạn tiếp tục theo dõi đến với vườn anh Nguyễn Cường ở những cuốn video sau.